Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang. Hôm nay em xin giới thiệu đến cả nhà cũng như là cô chú anh chị và các bạn lô bông trang vàng nghệ. Thì lô vàng nghệ chuyến này còn bao nhiêu cây đây hả cô chú ơi? Trong thời gian qua thì lô vàng nghệ của shop em bán rất là chạy luôn nha cô chú anh chị. Hiện tại thì còn được một số gốc cũng khá là đẹp. Cô chú anh chị thích cái dòng lá thái, lá nhỏ vàng nghệ này thì cô chú inbox đặt mua bông bên shop em, mua ủng hộ mùa dịch này. Cô chú xem nè. Đó, anh muốn lên sọc luôn nè. Vàng mà sọc đỏ. Đây, em cầm cho cô chú xem cái gốc này. Gốc này quá đẹp. Một cốt không nha cô chú anh chị. Rồi, đi qua phía bên này. Đây, một cốt. Lô vàng nghệ này là thoát thân một cốt hết nha cô chú. Cô chú xem. Thoát thân một cốt. Mùa dịch này bán hàng cũng chậm. Cô chú anh chị mua hàng cây bông trang ủng hộ shop em. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. À, cô chú xem một cốt mà cái gốc ảnh khá là to rồi, ngón tay của em. Đấy, màu bông quá tuyệt vời. Cô chú xem cái hàng. Hàng ở trong. Cây một cốt. Một cốt thoát thân. Cưng lắm luôn. Đây. Cô chú xem cây này. Cái cốt của ảnh này. Quá đẹp. Kệ một cốt này cô chú anh chị. Cô chú anh chị thích màu vàng nghệ thì liên hệ đặt hàng bên shop em. Thì mùa dịch này thì shop em bán sẽ tri ân khách hàng khuyến mãi, giảm giá các kiểu, có chương trình khuyến mãi để tri ân khách hàng mùa dịch ạ. Cô chú anh chị mua ủng hộ ạ.